Xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay sẽ giới thiệu anh em, đây là một cái video mà sẽ cho anh em cái quá trình mà chúng ta đi xử lý một cái thuê bao internet mà nó bị lỗi, là ở đây là lỗi là đứt dây thuê bao. Đây là khách hàng báo anh em nhá. Cái bước đầu tiên ấy thì anh em phải gọi điện cho khách hàng để mình xác nhận xem là khách hàng có ở nhà hay không. Cái bước này nó cực kỳ quan trọng anh em ạ. Bởi vì mình xác định khách hàng ở nhà ấy, mình sẽ kiểm tra nó sẽ dễ dàng hơn so với cái việc mà chúng ta gọi điện cho khách hàng mà không được. Trong khi đấy anh em đến nhà khách hàng lại tình trạng là khách hàng lại không có ở nhà, dẫn đến anh em là không xử lý được cho khách hàng và chúng ta sẽ phải vòng lại để chúng ta sẽ xử lý sau. Đó, nó rất tốn thời gian để anh em xử lý một thuê bao. Cái bước thứ hai nữa là khi mà anh em đã xác nhận khách hàng ở nhà ấy, anh em đến nhà khách hàng ấy, thì anh em phải vào kiểm tra cái tình trạng của modem. Với cái lỗi mà khách hàng báo là mất tín hiệu thì nó chiếm một độ tầm 80% là đứt dây thuê bao. 80% là đứt dây thuê bao anh em nhá. Còn 20% là cái lỗi khách hàng sử dụng. Ví dụ như khách hàng quên bật cái công tắc ở đằng sau modem ấy, và nó có một cái công tắc bé bé ấy. Đấy, có rất nhiều những nhà mà bị tình trạng như này anh em. Còn một số cái tình trạng là khách hàng tháo ra, tháo cái đầu FC, cái đầu connect, nó đầu quang ấy, tháo ra ngoài này để di chuyển cái modem wifi, dẫn đến cái tình trạng là nó bị gãy cái sợi quang ở trong cái FC đấy. Đó, sau khi anh em đã phân tích cái lỗi ở trong cái modem là nó bị đứt dây thuê bao hay là lỗi do khách hàng, thì anh em sẽ thực hiện sửa chữa thôi. Cái bước 3 là anh em sẽ, nếu mà trường hợp mà nó bị đứt dây thuê bao nhá, thì anh em phải sử dụng đến cái bút xoay quang để anh em xác định xem cái vị trí của nó xoay ra ngoài hộp hay không, nó có bị gãy cái FC hay không. Đó, hoặc là nó bị suy hao cáp hay không. Đó, với cái trường hợp mà đứt dây thuê bao, anh em xoay từ nhà, từ cái modem đến hộp cáp, tủ cáp thuê bao mà nó không sáng, tức là nó sẽ bị tình trạng là đứt. Đấy, đứt cáp thì anh em sẽ lùi sẽ kiểm tra từ cái hộp cáp về nhà khách hàng xem có những cái vị trí nào mà nó có cái tác động của con người ấy. Đó, nó có hai, thông thường với cái lỗi đứt cáp thì nó có hai cái tình trạng như này. Thứ nhất là nó bị đứt cáp ngầm, tức là có tác động của con người hoặc là tác động của như kiểu con kiến ấy, nó cắn thì nó sẽ bị đứt ngầm. Đó, cái thứ hai đó là đứt lộ thiên, đó, những cái điểm mà nó đứt liền ra rồi, đứt lìa ra rồi thì nó là bị, cái này thì nó mình làm nó rất là dễ, mình chỉ cần nối lại cái đoạn đấy thôi là nó sẽ sử dụng được dịch vụ. Tuy nhiên cái đứt ngầm đấy thì anh em phải lần theo từng cái đoạn cáp. Và nếu mà anh em không có cái công cụ là cái máy đo điểm đứt ấy, thì anh em phải thực hiện là lần dây thuê bao. Đó, và hôm nay thì mà cái bước cuối cùng là bước thứ 4. Sau khi mà anh em đã tìm kiếm mà anh em đã nối lại cho khách hàng ấy, thì anh em phải quay trở lại nhà khách hàng để anh em test và sử dụng cái dịch vụ xem là đã sử dụng được chưa. Đấy, đây là 4 cái bước để mà chúng ta xử lý một cái đường dây thuê bao mà nó đứt dây. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ cùng đi theo chân tôi để tiến hành kiểm tra nhé. Đầu tiên tôi sẽ gọi cho khách hàng để xem khách hàng có ở nhà hay không. May quả mưa gọi thuê bao.
với cái trường hợp mà không gọi được cho khách hàng ấy, nó rất có thể là khách hàng đã chuyển đổi số từ số này sang số khác. Thế anh em liên hệ nhân viên địa bàn nhé, nhân viên tư vấn viên đấy, để tư vấn viên chỉ cho nhà này, hoặc là cho một cái số điện thoại nào mà nó có thể gọi được đó, để anh em làm. Tất cả vì đồng tiền. Anh em phải hiểu như này, những cái sự cố mà nó đã giao ở trên hệ thống ấy thì nó sẽ chạy giờ anh em nhé, trong vòng 24 giờ. Là những cái sự cố này là sự cố mà ở trên hệ thống nó phát hiện ra, anh em phải tìm mọi cách để có thể liên hệ được với khách hàng nhé. Bởi vì mỗi cái sự cố quá hạn này anh em phải mất tiền, cho nên anh em phải mọi cách là anh em phải liên hệ lại với khách hàng. Đây là cái bước một đấy, chúng ta không gọi được ấy, nhưng mà anh em vẫn phải xử lý. Đó, mình không thể bỏ khách hàng được. Đấy. Gọi cho tư vấn viên anh em để xác nhận lại xem cái thuê bao không gọi được. Cô phải chờ. Nếu anh em quản lý nhiều thuê bao nhá, thì anh em nên mua cái máy đo khoảng độ hơn 7 triệu. Đấy là máy đo điểm đứt. Anh em cái máy đo đấy thì anh em mát đi, anh em không phải lo nghĩ cái gì cả. Đó, nó sẽ đo được cái điểm đứt cáp quang này, điểm suy hao của cáp quang này. Đó, nó cực kỳ ấn tượng luôn, cái máy đo hơn 7 triệu. Ở đây thì tôi chơi theo kiểu là kinh nghiệm, cho nên tôi cũng chưa có mua được cái máy đo, tôi chỉ cần mỗi bút xoay thôi, bút xoay quang. Tuy nhiên những cái điểm đấy là những cái điểm mà khách hàng rơi vào tầm 300-400 mét thôi anh em ạ. Còn nếu mà khách hàng vào độ tầm đây, được nghe điện thoại. Alo, chị có biết cái nhà Đinh Công Hồng ở đội 2 là nhà đoạn nào không nhở? Có số nó không? Nó bị mất tín hiệu nhưng mà không gọi được. Ở tí nhắn qua Zalo cho em nhé. Đối với anh em nào mới nhá, thì anh em nên trang bị cho mình một cái máy đo. Bởi vì những cái đồ ấy, cái đồ đạc nó quyết định đến cái hiệu quả của công việc. Ở đây tôi làm lâu năm rồi ấy, cho nên là mấy cái sự cố này tôi phân tích nó rất nhanh thôi, nó không cần phải đồ đạc gì hết. Tôi chỉ cần duy nhất là một cái thứ không thể bỏ qua, đấy là bút xoay quang. Bút xoay quang nó hơn 200.000 một cái, nhưng mà nó có vai trò rất quan trọng trong việc mà đi xử lý một cái sự cố. Còn nếu mà anh em có điều kiện hơn thì anh em nên mua. Tôi khẳng định là anh em nên mua, bởi vì nó phục vụ cho cái bản thân mình. Anh em sẽ phải không phải lần dây nữa. Anh em ở nhà, trong nhà khách hàng hoặc là ở ngoài tủ cáp ấy,
để anh em đo đạc một tí là xong. Thôi anh em nhé, đi di chuyển đến nhà khách hàng nhé, để tìm hiểu nguyên nhân nhé. Đây là con đường Hồ Chí Minh anh em ạ, đường Hồ Chí Minh. Ngày xưa chiến dịch Hồ Chí Minh đấy, nhưng bây giờ là con đường mà thông đến Bắc Nam ạ. Đây gần như là điểm đầu tiên của đường Hồ Chí Minh. Từ đây cách Hà Nội khoảng độ 86 km, à 8 ở cách Xuân Mai Hà Nội nha anh em. Xuân Mai Hà Nội. À đây, Xuân Mai biển 64 km kìa. Đường đi vào nhà khách hàng anh em ạ. Vào trong đấy thì anh em sẽ hỏi dần xem. Đây là cái sự cố, là sự cố sóc V2 anh em nhé. Tức là tự động nó sẽ biết là đứt dây hoặc là mình nhổ cái dây thứ bao ra ấy, là nó sẽ biết được là nó bị đứt dây. Cho nên là ở trên hệ thống ấy, nó tự động nó sẽ đẩy cái tin nhắn để anh em qua kiểm tra sửa chữa. Đinh Công Hồng. Ai à? Chứ em hỏi nhà anh Hồng đâu nhỉ? Vâng. Em cảm ơn nhá. Nhà Hồng ạ. Vâng. Nhà đây là anh. À. Toang rồi anh em ơi, khách hàng lắp mạng khác rồi. À lắp nhà này ạ. Cái nhà này là ấy á. Cái nhà này là hôm qua là chuyển sang Vina rồi. Sửa nhà Hồng đấy gì? Vâng, em thu lại cái wifi thôi. Còn nhà này cũng lắp Vina. Nhà này lắp Vina. À. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi, em bên Viettel ấy, cho em xin lại cái wifi với. Chị lắp bên Vina rồi à? Vâng. Vâng, em xin lại cái. Hôm qua tại vì cứ nhổ ra là nó ở trên kia nó biết, nó lại báo sự cố. Đây, em xin nhá.
là cái tỷ lệ 20% đây nha bạn. Tỷ lệ 20% mà cái trường hợp mà đây là trường hợp khách hàng là nhân viên của bên VNPT nhá, họ nhổ ra. Họ nhổ cái FC này ra. Dẫn đến cái tình trạng là ở trên hệ thống là nó báo mất tín hiệu. Đấy. Trường hợp này thì là khách hàng đã ngưng sử dụng dịch vụ. Ngưng sử dụng dịch vụ và không sử dụng cái Viettel này nữa. Và tôi thu lại cái thiết bị. Quá đáng tiếc, khách hàng rời mạng. Hôm nay quay đúng cái video review cho anh em là đứt thì nó lại xảy ra cái tình trạng là rơi vào 20% của cái sự cố lỗi. Ôi anh em nhá, hẹn anh em video khác tôi sẽ review lại cho anh em. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn anh em đã xem video.